Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi chiều ngày 7 tháng 9 năm 2022. Và bây giờ là 13 giờ 30 phút, tức là 1 giờ 30 phút chiều các bạn. Và để mở đầu video trong buổi chiều ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe, bình an và chúng ta luôn thành công trong công việc. Hiện tại phía trước màn hình của chúng ta là ngã ba giao với đường Nguyễn An Ninh và đường Trương Định các bạn. Thời tiết tại Sài Gòn trong buổi chiều ngày hôm nay đang có những cơn mưa, cũng nhỏ thôi nhưng mà cũng vừa tạnh các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đi cập nhật tình hình tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Phía trước màn hình của chúng ta đang di chuyển là đường Nguyễn An Ninh đi về bên cửa Tây của chợ Bến Thành. Ở đây người ta hay gọi là phố Mã Lai các bạn. Phố Mã Lai. Ở đây có nhiều quán phở, rồi nhiều nhà nghỉ, nhiều cửa hàng kinh doanh những cái mặt hàng cho người Mã Lai. Mặc dù con đường Nguyễn An Ninh này nó ngắn thôi nhưng mà thu hút rất là nhiều khách du lịch đến đây để mà tham quan bởi vì nó gần chợ Bến Thành. Đó, phía trước màn hình của chúng ta có một số người Mã Lai. Người ta mặc những cái trang phục trùm phủ đầu các bạn. Bây giờ đã tạnh mưa rồi, ở đây có một số nhà hàng Mã Lai cũng rất là đông khách luôn các bạn. Đây các bạn, có nhiều nhà hàng, restaurant. Đường Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành. Chúng ta sẽ xuất phát từ đoạn đường này để cập nhật hình ảnh một số cửa hàng ở đây để gửi đến cho quý vị. Trời bắt đầu mưa lại rồi. Đây cũng có một cửa hàng người Mã Lai nè. Các bạn thấy không? Phố Mã Lai mà, khu này gọi là phố Mã Lai các bạn. Các bạn thấy bên kia đường có rất nhiều người Mã Lai ha. Con đường này chúng ta đi lên phía trước của cửa Tây chợ Bến Thành. Ở đây có rất là nhiều cửa hàng bán trái cây, bán vải, shop thời trang, shop trái cây. Bạn thấy không? Bán sầu riêng nè, bán măng cục, rồi bán đủ loại trái cây luôn các bạn, dành cho khách nước ngoài. Mình sẽ đi vòng ở đây đi.
Đây là đường Phan Chu Trinh nha các bạn. Đường Phan Chu Trinh. Trời bắt đầu đổ mưa rồi các bạn. Cho nên mình sẽ cố gắng cập nhật những hình ảnh mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là ngã ba với đường Lê Lai và đường Phan Chu Trinh. Tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, nhà ga trung tâm các bạn. Trời mưa cho nên công việc cũng bị gián đoạn rồi. Nhìn chung công việc san lấp mặt bằng ở tại khu vực công trường Quách Thị Trang cũng đang dần dần trở nên gọn gàng hơn, và nhiều công đoạn cũng đã được hoàn thành sớm. Chúng ta đang đi bộ dọc theo phía trước của chợ Bến Thành và công trường Quách Thị Trang nằm ở phía trong. Đây là khu vực mà tái lập bùng binh các bạn. Công việc tái lập bùng binh Quách Thị Trang đang khẩn trương hoàn thành. Lúc nãy mình đứng phía bên ngoài mình cập nhật thì mấy anh bảo vệ tưởng là mình đi vào bên trong. Đây là những hình ảnh trực tiếp và cận nét mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 13 giờ 40 phút, trời vẫn đang có những cơn mưa. Nơi đây là vị trí để tái lập bộ binh Quách Thị Trang nha cô chú anh chị và các bạn. Tất cả các dàn máy móc thiết bị đều tập trung về đây hết rồi. Sau khi mà đại lộ Lê Lợi hoàn thành, lực lượng công nhân cũng như là máy móc tập trung về khu vực này. Trời đang vẫn đổ mưa nha cô chú anh chị và các bạn. Trời đang vẫn đổ mưa, có những cơn mưa lay bay trở lại rồi và đường rất là ướt luôn. Gió luôn các bạn. Gió mạnh luôn. Đó, các bạn thấy không? Gió mạnh quá, này đi ngược chiều luôn. Gió rất mạnh các bạn. Và mình đang gió mạnh quá, đang mưa ra lại rồi, không biết có cập nhật kịp hay không. Thấy công nhân đang tiến hành trồng cây xanh rồi. Ngày hôm nay mình sẽ cập nhật trực tiếp anh em công nhân đang tiến hành trồng cây xanh ở trên đại lộ Lê Lợi các bạn, cập nhật nhanh thôi. Đó, hiện tại mình đang đứng ở trên vị trí dành cho người đi bộ ở giữa khu vực. Hiện tại phía trước màn hình của chúng ta là đại lộ Lê Lợi các bạn. Đây là những bồn hoa đã được ốp gạch xong rồi, đổ đất xong rồi.
Và bây giờ thì mình sẽ cập nhật những hình ảnh mới trong buổi chiều ngày hôm nay. Có nhiều khách du lịch nước ngoài, khách du lịch trong nước nữa. Các bạn thấy không? Khách người nước ngoài nè, dễ thương chưa? Đây, mình sẽ đi bộ lang thang trên đường dành riêng cho người đi bộ. Như vậy là sau khi mà ốp gạch xong những cái bồn trồng hoa thì bây giờ công nhân người ta đang tiếp tục để mà trồng bông hoa các bạn. Ngày hôm nay chúng ta thấy đã dựng cái khung của nhà chờ xe buýt rồi, trạm chờ xe buýt đang đổ đất các bạn, đất để trồng cây đó. Đây là đã bắt được cái khung của cái trạm chờ xe buýt các bạn. Trạm chờ xe buýt nè, thấy không? Đó. Thấy trạm chờ xe buýt chưa? Bắt cái khung trước rồi sau đó làm cái mái che ở trên các bạn. Hình ảnh trực tiếp cận nét và mới nhất được mình ghi nhận trong buổi chiều ngày hôm nay nha cô chú anh chị và các bạn. Cái vạch màu vàng này là dành cho điểm dừng của xe buýt. Chúng ta tiếp tục đi trực tiếp các anh công nhân đang trồng cây xanh. Trồng cây xanh trên những cái bồn này mình đã chờ đợi từ bữa giờ rồi. Ở đây người ta đổ một lớp cái lớp đất gì ở phía trên này, lớp đất để trồng cây cho tốt đó các bạn. Chất lượng cao luôn, đất này gọi là đất trồng cây xanh chất lượng cao nè các bạn, không đất trồng cây xanh chất lượng cao trên đây, thức ăn cho đó các bạn, thấy không, đổ đất trồng cây xanh bắt đầu tiến hành trồng luôn. Rất may là thời tiết vừa tạnh mưa cho nên là các công nhân đây người ta mới tiến hành trồng được các bạn. Chứ lúc nãy mưa thì người ta không có làm việc được. Trời vừa tạnh mưa xong. Đổ một lớp đất ở trên bắt đầu. Đấy, bạn đẹp chưa?
Cây xanh lên là nhìn đẹp ngay. Có cây xanh là đẹp ngay các bạn ha. Đó, ở đây là những cái bao đất nè các bạn. Bao đất trồng cho nó, đổ đất lên trồng cho nó tốt á, không? Cần nét cho mọi người xem. Đó, các bạn. Nhưng mà cái cây này gọi là cái cây gì ta? Để hỏi thử xem cây này cây gì đó, mình cũng không biết nữa. Thật sự là mình không biết nha. Bao đất mà. Các bạn người ta trồng đây, thấy không? Đây nè. Cách cái cách trồng là thấy không? Đó. Dạ. Trời mưa mấy chị làm được thì em đi được chứ. Trực tiếp luôn nha. Mới và đang trồng cái đoạn giữa này các bạn, đang trồng cái đoạn giữa này thôi, còn cái đoạn kia thì chưa, mà đang trực tiếp ha. Đây nè. Rất đẹp các bạn. Cây xanh lên, có mảng xanh là nhìn đẹp ngay. Tuyệt vời. Rồi chúng ta tới cái đoạn này xem như thế nào rồi mình quay trở lại ha. Quay trở lại cập nhật cho mọi người xem. Cái vỉa hè phía bên kia thấy nó xuống cấp lắm mà không biết là có được sửa chữa hay không đây. Những cái bồn này thì đã xong nhưng mà cũng chưa có trồng các bạn. Chắc trồng nếu như thời tiết tốt thì ngày hôm nay có lẽ là xong đó. Thời tiết tốt và ngày hôm nay xong các bạn. Nói chung với cái đại lộ Lê Lợi này sau khi mà được thông xe vào chiều ngày 31 tháng 8 năm 2022 là thông toàn tuyến luôn, là từ ngã ba Nguyễn Huệ cho đến công trường Quách Thị Trang luôn các bạn. Điều đó cũng giải phóng rất là nhiều luồng xe, nhiều hướng xe đi. Thay vì trước đây chúng ta phải đi ra đường Lê Thánh Tôn để về hướng Chợ Bến Thành hoặc là đi bên phía nhỏ bên kia, bên đường đó là bây giờ thì sau khi mà thông xe thì chúng ta thấy không, rộng thênh thang, xe đi thoải mái luôn, xe đi thoải mái luôn các bạn. Theo mình nghĩ trong ngày hôm nay thời tiết tạnh mưa thì anh em công nhân ở đây người ta sẽ trồng xong luôn đó. Đang trồng cái đoạn giữa trước nè, không?
trong cái đoạn giữa trước. Đây có những cái cây gì lạ đó. Cái này, cây này các bạn, thấy không? Cây này cũng đâu biết cây gì đâu. Nhìn đẹp mà không biết cây gì. Có nhiều loại cây mà không biết là cây gì. Đó, cập nhật cho mọi người xem nha. Anh chị nào biết cây gì thì vui lòng để lại bình luận phía dưới nha. Tại vì từ buổi trên nồi nhìn cây này mình không biết đâu. Này nó có hoa luôn nè. Đất hoa. Trời bắt đầu đổ mưa tí các bạn. Nói chung là công nhân cũng rất là đông luôn á, tập trung đông lắm các bạn. Phải nói sau khi đại lộ Lê Lợi được thông xe thì người Sài Gòn rất là vui mừng, thông thoáng luôn. Nói chung những cây này nó chịu được ở ngoài trời đó các bạn, nắng mưa gió rồi sống lâu hơn và nó dễ sống đó. Chỉ cần cắm vào phía dưới đất là bắt đầu ok rồi. Này qua ngày mai sẽ bắt đầu là ngày mai sẽ bắt đầu đẹp đó các bạn, trồng hết là đẹp lắm đó. Đây là cái nhà chờ, đây là cái trạm chờ xe buýt các bạn, đã hoàn thành xong cái bộ khung rồi đó ha, hoàn thành xong cái bộ khung trạm chờ xe buýt rồi. Và có lẽ những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay.
Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Rất mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.